Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Ông Trump đã được bỏ phiếu kiêm chủ tịch nước. Bài viết của tác giả Phạm Chí Dũng được đăng trên trang VOA tiếng Việt. Buổi chiều ngày 30 tháng 9 năm 2018, một tin tức ngoài lề cho biết Bộ Chính trị rốt cuộc đã họp bàn về các phương án nhân sự cho cái ghế chủ tịch nước. Với Nguyễn Phú Trọng có thể là ứng cử viên duy nhất chứ chẳng hề là ai khác, đã được dư luận nội bộ bàn tán xôn xao vào những ngày gần đây. Tin tức hiện ra trong bối cảnh đang tồn tại hai kịch bản, chỉ định một ủy viên Bộ Chính trị không phải là Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước và hợp nhất Chủ tịch nước và Tổng Bí thư. Chân gỗ và chân thật. Kịch bản thứ nhất và kịch bản đầu tiên được dư luận chú ý đã khá xáo động kể từ ngay sau khi Trần Đại Quang chết, với những cái tên được sướng lên như Nguyễn Thiện Nhân, Trần Quốc Vượng, Tòng Thị Phóng, Ngô Xuân Lịch. Thậm chí có thể bầu bổ sung nhân vật đang giữ chức quyền Chủ tịch nước hiện thời là Đặng Thị Ngọc Thịnh vào Bộ Chính trị. Tuy nhiên, cho đến trước buổi chiều ngày 30 tháng 9, vẫn chẳng có thông tin gì về việc Bộ Chính trị tổ chức họp về phương án nhân sự Chủ tịch nước. Và buổi sáng ngày 28 tháng 9, trong một cuộc họp báo của Ban Tuyên giáo Trung ương để thông tin về Hội nghị Trung ương 8 khóa 12 diễn ra vào tuần tới, quan chức Lê Quang Vĩnh, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng đã thông báo thật lấp lửng và không thiếu hàm ý. Với sự phân công này, các quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tịch nước được thực hiện bình thường đầy đủ. Phân công bà Đặng Thị Ngọc Thịnh là quyền Chủ tịch nước. Trong khi đó, lại có thông tin cho biết kịch bản hợp nhất Chủ tịch nước và Tổng Bí thư đang chiếm ưu thế và xác suất xảy ra đến 70%. Thậm chí thông tin này còn dự đoán chính ông Nguyễn Phú Trọng chứ chẳng phải ai khác sẽ ngồi vào cái ghế Chủ tịch nước. Hẳn vào thời điểm đó, phương án nhân sự chám vào ghế Trần Đại Quang đã được bí mật chốt trong một căn phòng nào đó, với chỉ một ít quan chức cao cấp biết với nhau. Theo đó, một khả năng lớn đang hiện hình tại Hội nghị Trung ương 8, nếu xuất hiện hiện tượng một số ủy viên trung ương đồng loạt xướng lên quan điểm cần nhất thể hóa hai chức danh chủ tịch nước và tổng bí thư với lý do chủ yếu là có lợi cho dân tộc và nhân dân, có thể cho rằng quyền chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chỉ là phương án nghi binh trong một kịch bản tổ chức một chiến dịch PR cho ông Nguyễn Phú Trọng chính thức trở thành bản sao của Tập Cận Bình, nhân vật chủ tịch nước kiêm tổng bí thư của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và cả những phương án Nguyễn Thiện Nhân, Trần Quốc Vượng, Tòng Thị Phóng, Ngô Xuân Lịch cũng chỉ là một thủ thuật chân gỗ theo truyền thống thủ đoạn làm nhân sự. Điều được thực hiện tương tự cái cách đưa ra nhiều ứng cử viên cho chức Tổng Bí thư, nhưng đến giờ chót thì chỉ được chọn một người, ngay trước Đại hội 12 của Đảng cầm quyền. Và ứng cử viên ở vào thế độc cô cầu bại đó, chẳng phải ai khác, chính là chân thật Nguyễn Phú Trọng. Huy Đức lại vận động cho Nguyễn Phú Trọng. Cũng vào ngày 30 tháng 9, khi xuất hiện tin tức ngoài lề cho biết Bộ Chính trị đã họp bàn và bỏ phiếu nhất trí cao cho Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Huy Đức đã đưa lên Facebook của blogger này bài nhất thể hóa với lời mào đầu. Nhất thể hóa tạo tính chính danh cho người đang thực sự nắm quyền lực tối cao ở Việt Nam. Từ thay đổi tưởng chỉ cấu thành hình thức này, trong quá trình vận hành chắc chắn sẽ làm xuất hiện nhiều tình huống gợi ý cho Việt Nam cải cách. Cho dù vẫn một đảng về mặt lý thuyết, Việt Nam sẽ tiến gần hơn với một nền Cộng hòa bán tổng thống. Gần 4 năm sau Đại hội 12, có thể cho rằng đây là lần thứ hai Huy Đức tung ra một bài viết có trọng lượng với quan điểm vận động sự ủng hộ cho người đang thực sự nắm quyền lực tối cao ở Việt Nam. Dù trong bài viết này không hề nhắc đến cái tên Tổng Bí thư Trọng, người đã chiếm thế thượng phong sau khi tái cử Tổng Bí thư tại Đại hội 12 đầu năm 2016, được tụng ca như người đốt lò vĩ đại, bậc nhân kiệt thế thiên hành đạo sau vụ chỉ đạo bắt ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng vào cuối năm 2017. Và trong thực tế đã mất sạch các đối thủ chia sẻ trách nhiệm thống lĩnh các lực lượng vũ trang sau cái chết của Trần Đại Quang chỉ ít ngày sau lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 2018. Đừng sợ tập trung quyền lực vào tay một người, nếu tôn trọng các nhánh quyền lực nhà nước theo thẩm quyền được ghi trong hiến pháp thì không ai có thể lạm quyền dù họ là nguyên thủ. Nước cũng chỉ nên có một vua, ai cũng muốn đứng đầu, ai cũng làm chính trị mà thiếu một người ký trị, thì chính trường rất dễ thành đất quần ngư tranh thực. Thị trường chỉ là cái chợ đen, hành chính rối ren và xã hội không thể nào ổn định. Vẫn Huy Đức viết trong bài nhất thể hóa. Vào khoảng thời gian trước Đại hội 12, chính Nguyễn Phú Trọng đã từng than vãn, không nên tập trung quá nhiều quyền lực vào một người mà khó kiểm soát như cái cách gián tiếp tố cáo tham vọng chính trị của Nguyễn Tấn Dũng. Đã thành một thói quen, không ít người quan tâm đến biến động chính trị trong nội bộ đảng và chiến dịch được tuyên truyền là chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày càng dựa vào những tin tức, dù được thể hiện rõ ràng hay mơ hồ lấp lửng của Huy Đức, để nhận định và dự đoán về tương quan chính trị cùng với những biến động biến cố có thể xảy ra trong tương lai gần. Đặc biệt là về việc ai sắp bị bắt, ai sắp chết. Với lợi thế có được nhiều tin tức nội bộ thâm cung bí sử, Huy Đức đã trở thành một cây bút tín hiệu gây gớm.
Và giữa năm 2017, chỉ một dòng startup lấp lửng của cây bút quá thâm này về số phận của đại gia Trần Bắc Hà đã khiến thị trường chứng khoán Việt Nam suýt rơi vào hoảng loạn và lao dốc khiến mất đi 2 tỷ đô la vốn hóa. Rất có thể bài nhất thể hóa của Huy Đức là sự tiếp nối cho cuộc họp của Bộ Chính trị về hợp nhất hai chức danh Chủ tịch nước và Tổng Bí thư mà đã đưa đến kết quả tôi không bất ngờ dành cho Nguyễn Phú Trọng, khác nhiều với tán thán tôi bất ngờ của chính ông ta sau khi loại được Nguyễn Tấn Dũng để tái cử Tổng Bí thư tại Đại hội 12. Bài nhất thể hóa của Huy Đức cũng xuất hiện sau khi hình thành một luồng dư luận vận động khá nhiệt tình cho đương kim Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngay trước khi Hội nghị Trung ương 8 diễn ra. Cứ theo cách trên, cùng một bàn tay đạo diễn bí ẩn nào đó, Hội nghị Trung ương 8 sẽ là một dịp để 200 ủy viên Trung ương bày tỏ lòng trung thành với người sắp ngồi vào ghế trống do Trần Đại Quang thình lình để lại, và gần 500 nghị gật trong kỳ họp tháng 10 và 11 năm 2018 cũng sẽ không thoát khỏi phận cừu, dù một số trong đó có thể vẫn ấm ức trong lòng. Cũng theo đó, vai trò quyền chủ tịch nước của Ủy viên Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh có lẽ chỉ có được tuổi thọ vỏn vẹn một tháng. Những bài viết đang rộ lên trên mạng xã hội và truyền thông trong nước có phải được diễn ra theo định hướng hoặc theo quy trình hay không? Nhà báo Trương Duy Nhất, chủ trang mạng Góc Nhìn Khác khẳng định. Tôi chẳng cho rằng nó có sự định hướng từ nội bộ của Trung ương Đảng, từ nội bộ cấp cao để định hướng cho những nhóm quyền lực, những nhóm cây bút quyền lực trong truyền thông mạng là bây giờ tìm nhân sự nào để thay vào cái ghế Trần Đại Quang hay là hợp nhất Tổng Bí thư với Chủ tịch nước đó thì đó là công việc đột xuất là buộc phải tuyên truyền, buộc được phải đưa ra những thông tin buộc. Còn cái định hướng thì những năm gần đây, đặc biệt là cái nhiệm kỳ này, nó có cái rộ lên, có những cái luồng định hướng mà đa phần là truyền thông mạng thôi, chứ báo chí thì không được giao. Cái quyền lực truyền thông của báo chí nhà nước bây giờ là con số zero rồi dạ. Quyền lực truyền thông bây giờ là Facebook và truyền thông mạng. Ngược lại, tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập nêu quan điểm khá đối lập. Ông cho rằng những diễn biến báo chí như thế là một đặc điểm và đồng thời là một quy luật diễn biến hòa bình trong nội bộ. Không chỉ trước mỗi kỳ đại hội mà thậm chí là trước mỗi kỳ hội nghị trung ương, thì thậm chí là trước những hội nghị trung ương đã có những cái làn sóng vận động, đặc biệt là nếu mà những cái hội nghị trung ương mà bàn về nhân sự và sắp xếp nhân sự thì trước đó đã có những cái làn sóng vận động, những cái chiến dịch vận động về nhân sự và tác động dùng truyền thông, đặc biệt là mạng xã hội để tác động. Thì trong đó kể cả là có những cái tác động không chỉ là vận động trên mạng xã hội mà còn đồng thời là có những cái dấu hiệu biểu hiện là tung những cái đơn thư tố cáo lẫn nhau trên mạng xã hội. Và cái việc này nó đã diễn ra suốt trong 6 năm qua, ít nhất là 6 năm qua, từ năm 2012 cho tới giờ. Những ai quan tâm đến nội bộ chính trường Việt Nam hẳn chưa quên năm 2012 là thời điểm xuất hiện trang mạng Quang Làm Báo. Theo ông Phạm Chí Dũng, một số thế lực nào đó trong nội bộ đảng đã dùng trang đó để công kích và triệt hạ lẫn nhau. Sau đó thì xuất hiện thêm vài trang khác, ví dụ như Chân Dung Quyền Lực. Một nhận định khác, Đài Á Châu Tự Do được nghe từ nhà báo Võ An Dân nói về tính chất đặc biệt đang diễn ra trong văn đàn mạng xã hội. Người ta gọi là trong những trường hợp đặc biệt phải làm việc đặc biệt. Hiện giờ thì cái sự đặc biệt là cái sự nhân sự chuẩn bị cho chủ tịch nước mà để mà phù hợp các điều kiện cần và điều kiện và các điều kiện đủ là hoàn toàn không có. Đó, thành ra đòi hỏi là cái cách truyền thông của nó cũng phải đặc để mà nó xử lý được cái trường hợp đặc biệt là như thế này chứ. Vào năm 2015, bài viết Bộ Tứ của tác giả ký tên Oisin Huy Đức đã làm xôn xao dư luận lúc đó khi công khai ủng hộ người đắc cử vào vị trí Tổng Bí thư, ông Nguyễn Phú Trọng. 4 năm sau, ngay trước khi Hội nghị Trung ương 8 khai mạc, một bài viết ngắn được đăng tải trên trang Facebook của chủ tài khoản cũng có tên Oisin Huy Đức với tựa đề Nhất thể hóa, một lần nữa làm dậy sóng dư luận. Lần này, tuy không nhắc đến tên của một nhân vật chủ chốt nào, nhưng ẩn ý thì lại rất rõ, ngay câu mở đầu. Nhưng nếu quyết định để Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước lần này trở thành tiền lệ thì cũng rất có ý nghĩa. Ít nhất, biên chế sẽ chỉ còn là Bộ Tam thay vì Bộ Tứ. Thêm vào đó, theo nguồn tin nội bộ mà chúng tôi có được, buổi họp của Bộ Chính trị vào chiều ngày 30 tháng 9 đã được quyết định phương án hợp nhất chức vụ Tổng Bí thư và Chủ tịch nước. Sự trùng khớp vô tình vừa nêu được tranh luận khá nhiều trong dư luận những ngày qua. Liệu đó có phải là một tín hiệu đặc biệt có định hướng trên mạng xã hội hay không? Tiến sĩ Phạm Chí Dũng đưa ra nhận định. Mặc dù trong cái bài viết của Huy Đức là hoàn toàn không có nêu tên Nguyễn Phú Trọng, nhưng mà thực ra có nêu về cái nhân vật mà có quyền lực nhất hiện nay thì chính là Nguyễn Phú Trọng. Tại vì không còn cái đối trọng Nguyễn Tấn Dũng.
còn có một chút đối trọng là Trần Đại Quang mà thôi. Bây giờ Trần Đại Quang chết rồi, cho nên là người đối trọng bây giờ Nguyễn Phú Trọng bây giờ là không có đối thủ chính trị. Thành thử là hiện nay là Nguyễn Phú Trọng là người được coi là quyền lực nhất. Và trong bài viết khi Huy Đức nêu như vậy thì tôi nghĩ rằng Huy Đức muốn nói về Nguyễn Phú Trọng. Thứ hai là Huy Đức đề cập tới cái nền Cộng hòa bán tổng thống, thì thực ra tôi không biết cái nền Cộng hòa bán tổng thống là cái gì, tại vì nó rất lạ với cái mô típ mà chủ nghĩa độc tài và độc đảng độc trị ở Việt Nam. Nhưng mà cho dù là mô hình bán tổng thống chăng nữa thì cũng có nghĩa là đã bắt đầu ngả sang một phần cái tam quyền phân lập và dân chủ của phương Tây rồi. Nhưng mà chỉ có điều là thế này, trong suốt một cái nhiệm kỳ đầu ông Trọng làm việc và từ năm 2016 cho tới nay khi mà tái cử tổng bí thư thì không có bất kỳ một dấu hiệu gì cho thấy là ông Trọng muốn ngả sang cái mô hình tam quyền phân lập và dân chủ đa đảng đa nguyên ở phương Tây, càng không có chuyện dân chủ và nhân quyền. Và trong cái việc này thì tôi có thể nói là tôi dám thách bất kỳ ai đưa ra một cái minh chứng, một cái chứng minh nào về cái chuyện Nguyễn Phú Trọng đã có một cái sự thay đổi về dân chủ mở mang hơn cho người dân về vấn đề quyền làm người, quyền con người. Không có bất kỳ một chứng minh nào cả. Thì cái việc mà Huy Đức đưa ra cái mô hình bán tổng thống Cộng hòa bán tổng thống như vậy là để làm cái gì, nhằm ý gì? Phải chăng nhé, phải nói hơi nặng nề một chút, phải chăng là tiếp thêm một tiếng nói cho cái sự tuyên truyền lừa mị của chế độ này và tiếp tục làm cho những người ngây thơ cả tin họ bị lừa mị thêm một lần nữa, thêm một thời gian nữa, thêm một nhiệm kỳ nữa. Chia sẻ từ nhà báo Võ An Dân được ông khẳng định là nên dùng bài ngữ với nhau để nói về sự việc này. Anh Huy Đức, tức là anh Trương Huy Sen, anh ấy muốn là ủng hộ là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiến hành nhất thể hóa, hợp nhất chức danh trong cái thời kỳ đặc biệt này là đất nước đang thiếu chủ tịch. Tuy nhiên là tôi kết luận là bài viết đó mang tính định hướng là tại vì nó như thế này, anh ấy nói đi nhưng anh ấy không nói lại. Cái vấn đề nhất thể hóa đã được khóa trước là khóa 12 mang ra bàn, thì cũng chính là phái bảo thủ ở trong đảng bác bỏ cái vấn đề này. Thì nếu như anh Huy Đức mà anh biết thì anh phải nhắc lại cái sự thật đó. Rồi đến bây giờ thì khi mà những tiếng nói cải cách đã suy yếu rồi thì chính anh Huy Đức lại là đề nghị là phái bảo thủ phải nhất thể hóa. Tôi như vậy là nó không công bằng đó, mà nó đã không công bằng, không công bằng và không hai chiều thì có nghĩa là nó mang tính. Kể từ khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời ngày 21 tháng 9, nhiều cái tên được báo chí trong nước nhắc một cách vô tình trong các bài báo như Nguyễn Thiện Nhân, Trần Quốc Vượng, Phạm Bình Minh, Phạm Minh Chính, v.v. Chưa kể là những bài viết nêu hẳn về nhân vật nữ đầu tiên đảm nhiệm chức quyền Chủ tịch nước hiện thời là bà Đặng Thị Ngọc Thịnh. Thế nhưng, qua những diễn biến mang tính định hướng như đã phân tích, có thể thấy rằng dư luận trong nước đang rất rộng đường trong nhận định sắp tới đây Việt Nam sẽ vẫn còn tứ trụ hay khác trước là lần đầu tiên có một tam trụ như mô thức Trung Quốc hiện nay.